sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Chào mừng tất cả các em đã cùng đi với bài học số 1 về tiêu đề Thương nhớ quê hương. Ở bài hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu một số văn bản đọc trong chủ điểm Thương nhớ quê hương. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần thực hành tiếng Việt. Trước tiên chúng ta hãy chú ý cho cô phần một lớn khởi động. Ở phần này cô sẽ không đặt ra cho chúng ta bất kỳ câu hỏi nào mà các em hãy cùng tham khảo những cách dùng từ như sau. Chắc chắn là các em nhìn thấy hình ảnh này có một nhân vật rất quen thuộc đúng không nào? Đó là một nhân vật được biết đến là một người rất hậu đậu ở trong truyện Doraemon. Vậy thì đây chính là nhân vật Nobita. Chúng ta hãy cùng quan sát một số câu nói rất thú vị như sau. Đường đời đưa đẩy đầy đớn đau, đi được đến đâu để đổi đời, Đi đến đâu để đừng đớn đau Đi đến đâu để đời được đẹp Đi đến đâu để đứt đoạn đầy Đoạn đường đấy đếch đến được đâu Như vậy chúng ta thấy đây là một đoạn hội thoại rất là thú vị Và điều đặc biệt là đoạn hội thoại này Đều được dùng âm tiết đờ Và đó cũng là một phần nhỏ nội dung Mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài của ngày hôm nay Các em có thể quan sát tiết cho cô một số cách dùng từ nữa Trời cho thì chúng ta có thể đảo ngược lại là Trò chơi nhỏ mọn thì có thể đảo là mỏ nhọn. Rồi biệt thự có thể là bự thiệt. Đầu tiên có thể đảo thành tiền đâu. Như vậy chúng ta, chúng ta thấy là tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú trong cách sử dụng từ ngữ được không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đến với phần hai lớn hình thành kiến thức liên quan đến bài học của ngày hôm nay. Kiến thức đầu tiên mà cô muốn giới thiệu với chúng ta đó chính là kiến thức liên quan đến biện pháp tu từ chơi chữ ở mục 1 nhỏ hãy tham khảo cho cô ví dụ một như sau bà già đi chợ cầu đông bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn đây là ca dao chúng ta sẽ thấy là có hai từ lợi mà hai nghĩa khác nhau mặc dù nó cùng có âm thanh giống như nhau lợi một ở đây thì có nghĩa là lợi ích lợi hai đó là phần thịt mà bao quanh chân răng như vậy là hai từ này có âm giống nhau nhưng nghĩa thì khác nhau hoàn toàn, tạo nên hiện tượng đồng âm. Và tác dụng của việc sử dụng hiện tượng đồng âm này đó chính là đã tạo ra sự hài hước, dí dỏm, làm tăng sức hấp dẫn cho bài ca dao. Tiếp theo cô mời chúng ta đến với ví dụ 2. Con cá đối bỏ trong cối đá, con mèo cái nằm trên mái kèo, trách cha mẹ em nghèo, anh nữ phụ duyên em. Các em có thể thấy ở đây cá đối đổi thành cối đá. Mèo cái thì đổi thành mái kèo. Đó là cách dùng lối nói lái để thể hiện lời trách móc của cô gái đối với người mình yêu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chú ý thật kỹ cho cô những phần lý thuyết liên quan đến nội dung chơi chữ. Về khái niệm, chơi chữ là biện pháp tu từ, sử dụng âm thanh, từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước. Về tác dụng, Biện pháp tu từ này sẽ góp phần tạo ra ý nghĩa bất ngờ, thú vị, làm tăng sức hấp dẫn cho văn bản. Còn về phạm vi sử dụng thì chơi chữ thường dùng trong sáng tác văn chương, đặc biệt là trong thơ văn trào phúng. Nó còn được dùng trong cuộc sống hàng ngày. Và cuối cùng là về cách phân loại. Gồm có các cách phân loại như sau. Hiện tượng đồng âm, lời nói gần âm, cách điệp âm, lối nói lái và lối tách từ. Và tiếp theo để làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, chúng ta cũng cùng tìm hiểu đến biện pháp thứ hai đó là điệp thanh. Cô lấy ví dụ như sau: Khi trời quanh tôi làm bằng tơ, khi trời quanh tôi làm bằng thơ. Đây là câu thơ của tác giả Xuân Diệu. Các em có thể thấy là cả hai câu thơ này đều có điểm chung giống nhau đó là sử dụng thanh bằng. Và với việc sử dụng toàn bộ thanh bằng như vậy thì đã gợi ra một không gian rất nhẹ nhàng và thơ mộng tăng sức tạo hình và sức biểu cảm cho sự diễn đạt cũng đồng thời là góp phần làm cho đoạn thơ giàu tính nhạc hơn từ đó chúng ta sẽ giúp cho cô kết luận về kiến thức liên quan đến phần điệp thanh về khái niệm đó là biện pháp tu từ lặp lại thanh điệu cứ thường dùng là thanh bằng hoặc là thường dùng thanh chắc cùng một lúc còn về tác dụng khi mà dùng những biện pháp tu từ này thì chúng ta sẽ thấy là nó lặp lại thanh điệu và sẽ tạo nên được nhạc tính tăng tính dạo hình và sức biểu cảm cho văn bản. Chuyển sang cũng tiếp phần kiến thức lý thuyết thứ ba đó là điệp phần. của lấy ví dụ, lá bàng đang đỏ ngọn cây, xếu giang mang lạnh, đang bay giữa trời, trích trong bài thơ Tình hát sang xuân của Tổ Hữu. Các bạn quan sát những cụm từ in đậm và được gạch chân như là bàng, giang, đang, mang, đang, như vậy là tất cả những cái tiếng này đều lặp lại các âm tiết mà có vần an. Và khi lặp lại như vậy thì đã tạo nên tính nhạc cho hai dòng thơ, đồng thời còn gợi cho người đọc hình dung về một không gian rộng lớn, khoáng đạt. Từ đây chúng ta có thể rút ra kết luận, điệp vần đó chính là biện pháp tu từ lặp lại những âm tiết có phần giống nhau. Tác dụng của điệp vần đó là làm tăng sức biểu cảm và tính nhạc cho văn bản. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vận dụng kiến thức đã có để chuyển sang phần 3 lớn, luyện tập vận dụng. Trước tiên chúng ta hãy cùng đọc và tìm hiểu phần hướng dẫn làm bài liên quan đến bài tập số 1 ở trang 20. Xác định biện pháp tu từ chơi chữ trong các trường hợp sau và nêu tác dụng của biện pháp này. A. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra trích từ bài Qua đầu ngang của bài Huyện thanh quan. B. Con cá đối nằm trong cối đá mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo anh mà đối đặng dẫu anh nghèo em cũng ưng trích trong ca dao c tiệm bánh mì chả nóng ế khách vì bán bánh mì chả nóng vậy chúng ta thấy là cách dùng từ này đều có những điểm thú vị rất riêng đúng không nào vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tham khảo phần hướng dẫn trả lời câu hỏi số 1 này như sau ở ví dụ a thì chúng ta thấy là biện pháp tu từ chơi chữ thể hiện ở việc sử dụng từ đồng âm quốc 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 ở đây có nghĩa là chỉ loài chim quốc, hay còn có nghĩa là nước. Cách thức thứ hai để sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ đó là gần âm. Lời nói gần âm này đó chính là cụm từ da da, tức là chim da da, có nghĩa là nhà. Và từ hai cách sử dụng từ ngữ này đã cho thấy được tác dụng đó là tạo nên ý nghĩa bất ngờ thú vị, thể hiện rõ được tâm trạng của nhân vật trữ tình đó là nỗi niềm nhớ nước thương nhà và cũng đã làm tăng sức hấp dẫn cho văn bản. Trong câu B chúng ta thấy là có cách thức sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ đó là nói lái Ca đối thì nói thành cối đá Mèo đuôi cụt thì có thể nói ngược là mút đuôi kèo Tác dụng ở đây đó là tạo ra những liên tưởng bất ngờ, thú vị cũng gây ấn tượng cho người đọc Còn ở câu C chúng ta có cách thể hiện biện pháp tu từ chơi chữ đó là cách nói đồng âm Trả đầu tiên có nghĩa là một món ăn Tính trả thứ hai thì lại có nghĩa là không và tác dụng của nó đã khiến cho cách diễn đạt trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài tập số 2 ở trang 21. Yêu cầu của bài tập này như sau: Hãy sưu tầm một số câu nói trong giao tiếp hàng ngày có sử dụng biện pháp tu từ chơi chữ, nêu đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ này trong mỗi trường hợp. Cô lấy ví dụ để chúng ta có thể tham khảo như sau: Đụng là cháy, chạy là đúng. Thứ hai, Chả sợ gì, chỉ sợ già. Tác dụng của các biện pháp tu từ chữ chữ này đó là góp phần tạo nên tiếng cười, hài hước, dí dỏm cho người nghe. Đặc điểm ở đây đó là sử dụng cách nói lái, tức là cách nói ngược. Chúng ta thấy là đây là một cái cách nói tạo nên sức hấp dẫn rất lớn trong việc là tạo cách hiểu đa nghĩa cho văn bản. Chuyển sang tiếp yêu cầu của bài tập số 3 ở trang 21. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp thanh trong các trường hợp sau. A ô hay buồn vương cây ngô đồng vàng rơi vàng rơi thu mênh mông trích trong bài tỳ bà của bích khê b tài cao phận thấp trí khí uất giang hồ mê chơi quên quê hương trích trong bài thăm mã Cũ bên đường của tàn đà các em hãy cùng tham khảo phần hướng dẫn trả lời như sau ở trong câu a biện pháp tu từ điệp thanh ở đây là sử dụng toàn thanh bằng tác dụng đó là tạo âm hưởng nhẹ nhàng, tăng tính tạo hình và sức biểu cảm. Ngoài ra còn gợi liên tưởng về một không gian mênh mông, nhiều cảm xúc của nhân vật trữ tình. Trong câu B chúng ta thấy là biện pháp tu từ điệp thanh được thể hiện ở câu 1 đó là sử dụng 5 trên 7 thanh chắc. Còn câu 2 thì lại toàn thanh bằng. Như vậy nó có sự đối lập trong cách sử dụng thanh điệu giữa câu 1 và câu 2. Từ đó thì đã tạo nên nhạc tính và tăng sức biểu cảm, góp phần nhấn mạnh nội dung của hai dòng thơ. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài tập số 4 ở trang 21. Đọc đoạn trích sau. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Trần đến Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tịnh không một bóng người. Trích trong bài Người lái đỏ sông Đà của Nguyễn Tuân. Yêu cầu A. Em có nhận xét gì về thanh điệu được sử dụng trong đoạn trích trên? Yêu cầu B. Việc sử dụng thanh điệu như vậy có tác dụng gì? Chúng ta hãy cùng tham khảo và hướng dẫn cho bài tập số 4 này như sau. Ở câu A thì chúng ta thấy là đoạn trích đã sử dụng rất nhiều thanh bằng, đặc biệt là vị trí cuối câu thì luôn là thanh bằng. Đó là một dụng ý của tác giả để góp phần diễn đạt, tăng sức biểu cảm cho văn bản, cũng như là gợi ra một không gian vô cùng là tĩnh lặng. Và đồng thời khi sử dụng nhiều thanh bằng như vậy, nó còn tạo nên tính nhạc cho văn bản. Hãy cùng đến tiếp với yêu cầu của bài tập số 5. Nếu tác dụng của việc kết hợp biện pháp điệp thanh và điệp phần trong trường hợp sau. Sương nương theo trăng ngừng lưng trời, tương tư nâng lòng lên chê vơi, trích trong bài nhị hồ của Xuân Diệu. Điều đầu tiên để giải quyết được câu hỏi này, chúng ta cần phải chú ý chỉ ra được biện pháp điệp thanh và điệp phần, sau đó chúng ta mới đi nêu tác dụng để xem nó đã nhấn mạnh điều gì. Cô gợi ý cụ thể như sau điệp thanh đó là hai câu thơ đều sử dụng toàn thanh bằng còn điệp vần biểu hiện ở việc đó là sự lặp lại các âm tiết có vần vần ương trong tiếng xương nương tương vần ưng trong tiếng ngừng lưng vần ơi trong tiếng chơi vơi tác dụng của việc sử dụng kết hợp cả hình thức điệp thanh và điệp vần trong câu thơ này đã góp phần tạo nên nhạc tính cho hai dòng thơ đồng thời cũng giúp cho người đọc hình dung về một không gian đầy chất thơ đó là không gian chứa đầy cảm xúc tâm trạng của con người. Và bây giờ chúng ta cùng đến với yêu cầu của bài tập cuối cùng, đó là bài tập số 6 trang 21. Theo em, sự hài hòa về âm thanh trong đoạn thơ dưới đây được tạo ra nhờ những yếu tố nào? Rồi một hôm nào tôi thấy tôi nhẹ nhàng như con chim cả lơi, say đồng hương nắng vui ca hát trên chín tầng cao bát ngát trời. Cạn thơ chiếc trong bài nhớ đồng của tổ Hữu. Yêu cầu ở đây thì rất là ngắn gọn đó là chúng ta tìm ra được những yếu tố để tạo nên sự hài hòa về âm thanh. Vậy thì các em sẽ cần phải quan tâm đến những yếu tố như sau. Đầu tiên là về nhịp thơ thì chúng ta thấy là chủ yếu là sử dụng nhịp 43. Yếu tố thứ hai là về vần thì có lặp lại các âm tiết có vần ôi trong tiếng rồi, tôi, tôi. Thứ ba là về thanh điệu thì có sự lặp lại của các thanh bằng. Và cuối cùng là chúng ta thấy tác dụng ở đây đó là làm nên sự hài hòa về âm thanh và cũng tạo nên nhạc tính cho đoạn thơ. Trên đây là phần hướng dẫn cả về kiến thức lý thuyết cũng như là phần hướng dẫn thực hành cho các bài tập trong nội dung thực hành tiếng Việt của bài học số 1. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài học. Hẹn gặp lại các em trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học việt rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách